một đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện Hưng Nguyên phát hiện, bắt giữ, tàng vật thu giữ gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp, 120 gam ma túy đá, một khẩu súng quân dụng, một súng côn, một súng kíp, hai hộp tiếp đạn và bốn viên đạn đã lên nòng. Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 17 tháng 5, tại khu vực trung cư Phú Mỹ Trung, số 3 đường Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, công an huyện Hưng Nguyên chủ trì phối hợp với công an phường Quán Bầu, thành phố Vinh, phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thọ Hiếu, sinh năm 1981, trú tại phường Quán Bào, thành phố Vinh, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu tại chỗ 6.000 viên hồng phiến, một khẩu súng quân dụng với 4 viên đạn đã lên nòng, khám xét chỗ ở của đối tượng tại phòng 607, trung cư Phú Mỹ Trung và trên các phương tiện của đối tượng. Lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm 120 g ma túy đá, 600 viên hồng phiến, 100 viên thuốc lắc, một súng côn, một súng kíp, hai hộp tiết đạn, một con dao cùng nhiều tài sản khác. Đặc biệt, đối tượng này luôn mang theo vũ khí nóng bên người, gồm dao và súng các loại, với mục đích chống trả, thậm chí còn thủ sẵn lượng lớn xăng để sẵn sàng tiêu hủy phương tiện và ma túy khi bị phát hiện. Hiện công an huyện Hưng Nguyên đang tạm giữ hình sự đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.